Xin chào các bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá một số khái niệm quan trọng của bộ môn thống kê. Đây là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy ở bậc trung học phổ thông hiện nay. Để học tốt môn thống kê, việc nắm bắt đầy đủ các khái niệm và công thức là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều này có thể trở nên khó khăn, nhất là khi các tài liệu dạy học không cung cấp cho bạn những cái nhìn tổng quát và đầy đủ. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi là giúp cho các bạn dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về những kiến thức cốt lõi. Video này sẽ tập trung vào hai nội dung chính: khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm. Thông thường, sau khi thu thập được mẫu số liệu thống kê, chúng ta thường quan tâm đến hai khía cạnh chính. Thứ nhất là mẫu số liệu có xu hướng tập trung ở đâu. Để đánh giá điều này, người ta sử dụng các số đo đặc trưng thể hiện xu thế trung tâm của dữ liệu, chẳng hạn như giá trị trung bình, trung vị hay là mốt. Thứ hai là mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu. Để đánh giá điều này, các chỉ số như khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai hay độ lệch chuẩn thường được sử dụng. Bây giờ, để nói về khoảng biến thiên, ta xét mẫu số liệu ghép nhóm như sau. Trong đó, A1, A2 và AK, AK cộng 1 lần lượt là nhóm đầu tiên và nhóm cuối cùng có tần số lớn hơn 0. Khi đó, khoảng biến thiên của mẫu số liệu này được tính bằng hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên, tức là bằng AK cộng 1 trừ đi A1. Chỉ số này thường được ký hiệu là R, là viết tắt của chữ range, tức có nghĩa là phạm vi. Bây giờ, để các bạn có thể hiểu rõ hơn, ta hãy cùng nhau xét một số ví dụ. Theo số liệu thống kê từ AccuWeather.com, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội trong tháng 6 năm 2021 được cho như sau. Theo bạn, khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là bao nhiêu? Lưu ý rằng, trong mẫu số liệu đã cho, nhóm đầu tiên có tần số lớn hơn 0 chính là nhóm 30 đến 32 và nhóm cuối cùng có tần số lớn hơn 0 chính là nhóm 38 cho đến 40. Do vậy, khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho sẽ bằng 40 trừ 30, kết quả bằng 10. Ta tiếp tục xét thêm một ví dụ nữa. Thống kê cân nặng của một nhóm học sinh thu được bảng số liệu như sau. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là bao nhiêu? Trong ví dụ này, nhóm đầu tiên có tần số lớn hơn 0 chính là nhóm từ 50 đến 55 và nhóm cuối cùng có tần số lớn hơn 0 chính là nhóm từ 80 cho đến 85. Vì vậy, khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho sẽ bằng 85 trừ 50, kết quả bằng 35. Về mặt ý nghĩa, khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu. Nó xấp xỉ cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán. Trong các đại lượng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm, khoảng biến thiên là đại lượng dễ hiểu và dễ tính toán. Tuy nhiên, khoảng biến thiên chỉ sử dụng hai giá trị là A1 và AK cộng 1 của mẫu số liệu, nên đại lượng này dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường. Để khắc phục điều này, người ta cần đến khoảng tứ phân vị. Nếu chúng ta sắp xếp mẫu số liệu thành một dãy không giảm, thì tứ phân vị là bộ các giá trị chia mẫu số liệu thành 4 phần bằng nhau.
Tứ có nghĩa là bốn, phân có nghĩa là phân chia, vị có nghĩa là vị trí. Bộ giá trị này được ký hiệu là Q1, Q2 và Q3. Giá trị Q2 còn được gọi là trung vị vì nó chia mẫu số liệu thành hai phần bằng nhau. Cụm từ này trong tiếng Anh có nghĩa là median. Người ta đã lấy hai chữ cái đầu tiên của nó để làm ký hiệu cho trung vị. Đối với một mẫu số liệu không ghép nhóm, việc tìm tứ phân vị khá dễ dàng. Sau khi sắp xếp mẫu số liệu thành một dãy không giảm, để tìm trung vị, bạn tìm số hạng ở chính giữa của mẫu số liệu. Trong ví dụ này là số 19. Giá trị này chia mẫu số liệu thành hai nửa. Nửa dưới gồm những giá trị nhỏ hơn hoặc bằng trung vị, và nửa trên gồm những giá trị lớn hơn hoặc bằng trung vị. Bây giờ, để tìm tứ phân vị thứ nhất, bạn lại áp dụng cách làm vừa rồi cho nửa dưới của mẫu số liệu. Hay nói một cách khác, trung vị nửa dưới của mẫu số liệu chính là tứ phân vị thứ nhất. Trong ví dụ của chúng ta đang xét, nửa dưới của mẫu số liệu gồm 6 phần tử, nên sẽ có hai số hạng đứng ở chính giữa. Lúc này, trung vị sẽ bằng trung bình cộng của hai số hạng này, tức là bằng 13. Tương tự như vậy, tứ phân vị thứ ba chính là trung vị nửa trên của mẫu số liệu. Bây giờ, khi chuyển qua mẫu số liệu ghép nhóm, chúng ta chỉ có thông tin về các nhóm giá trị và tần số tương ứng của từng nhóm đó, chứ không biết các giá trị cụ thể nằm ở trong từng nhóm là bao nhiêu. Điều này khiến việc xác định trung vị hoặc các tứ phân vị một cách trực tiếp như với mẫu số liệu không ghép nhóm trở nên không khả thi. Vì vậy, để ước lượng giá trị tứ phân vị, chúng ta sẽ phải dựa vào phương pháp nội suy. Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu thường bỏ qua và không giải thích về vấn đề này. Thay vào đó, họ cung cấp cho bạn một công thức khá lằng nhằng, kèm theo lời dặn, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thành thật mà nói, dù công thức có sẵn và được minh họa bằng các ví dụ cụ thể, việc tự mình áp dụng để giải một bài toán tương tự vẫn có thể khiến bạn mất kha khá thời gian. Và nếu bạn chưa thực sự nắm được ý nghĩa cốt lõi đằng sau công thức đó, việc ghi nhớ nó sẽ chẳng kéo dài được lâu. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn không động đến, mọi thứ sẽ lại trở nên mơ hồ như lúc ban đầu. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nội suy công thức tính tứ phân vị dựa trên định nghĩa của nó. Giả sử bạn có một mẫu số liệu ghép nhóm như sau. Bây giờ, nếu chúng ta biểu diễn các nhóm này trên trục số, ta sẽ thu được một trục giá trị. Và tứ phân vị chính là các giá trị nằm tại những điểm chia trục này thành 4 phần bằng nhau. Nếu ta giả định rằng tần số có thể biến đổi một cách liên tục, thì bộ tứ phân vị Q1, Q2 và Q3 sẽ tương ứng với các điểm có tần số tích lũy lần lượt là 1N chia 4, 2N chia 4 và 3N chia 4, với N là cỡ mẫu của số liệu. Bây giờ, để tính Q1, trước tiên ta cần xác định nhóm chứa Q1, giả sử nhóm đó là AI, AI cộng 1. Lúc này, khoảng cách từ điểm đầu tiên trên trục số đến Q1 sẽ bằng tổng khoảng cách từ điểm đầu tiên đến AI cộng với khoảng cách từ AI đến Q1. Nói một cách đơn giản thì Q1 sẽ bằng AI cộng với phần chênh lệch Q1 trừ AI. Do đó, để tìm được Q1, chúng ta sẽ cần phải xác định độ lớn của Q1 trừ AI. Ý tưởng ở đây là áp dụng một bài toán tỷ lệ thuận. Với NI là tần số của nhóm Y, sẽ có độ dài tương ứng là AI cộng 1 trừ AI. Như vậy, nếu ta tính được tần số của nhóm từ AI đến Q1, ta sẽ có được thứ cần tìm. Nếu giả định tần số có thể thay đổi liên tục, bạn nghĩ tần số của nhóm từ AI đến Q1 sẽ là bao nhiêu?
nếu ta gọi CF y trừ 1 là tần số tích lũy của nhóm thứ y trừ 1. Khi đó tần số của nhóm từ AI đến Q1 sẽ bằng N chia 4 trừ đi CF y trừ 1. Từ đây, sử dụng quy tắc nhân chéo rồi chia ngang, ta sẽ tính được độ lớn của Q1 trừ AI. Cuối cùng, lắp ghép lại những điều ta vừa lập luận và tính toán, ta thu được công thức tính Q1 như sau. Việc lập luận để tìm ra Q2 và Q3 cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Bạn sẽ thấy rằng chỉ cần thay đổi N chia 4 thành 2N chia 4 hoặc 3N chia 4, bạn sẽ có được tương ứng công thức tính Q2 và Q3. Khái quát lên, ta thu được công thức tổng quát để tính tứ phân vị bất kỳ như sau. Trong đó, AI cộng 1 là nhóm chứa tứ phân vị QK, NI là tần số của nhóm chứa tứ phân vị, K sẽ nhận các giá trị 1, 2 và 3, và CFI-1 là tần số tích lũy của nhóm I-1, tức là nhóm liền kề trước nhóm chứa tứ phân vị. Và cuối cùng, khoảng tứ phân vị được định nghĩa bằng hiệu số của tứ phân vị thứ 3 và tứ phân vị thứ nhất. Đại lượng này thường được ký hiệu là delta Q. Bây giờ, để mọi người có thể hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng xét thêm một ví dụ. Thống kê cân nặng của một nhóm học sinh, ta thu được bảng số liệu như sau. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho. Các bạn lưu ý, thông thường đề bài chỉ cung cấp thông tin về các nhóm và tần số tương ứng. Vì vậy, hãy bổ sung thêm một hàng tần số tích lũy để thuận tiện cho việc tính toán. Cỡ mẫu N chính là tổng các tần số trong bảng dữ liệu. Trong ví dụ này, N bằng 38. Nhóm chứa Q1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng N chia 4, tức là lớn hơn hoặc bằng 9,5. Như vậy, nhóm chứa Q1 chính là nhóm từ 55 đến 60. Lúc này, Q1 sẽ bằng đầu mút trái của nhóm chứa Q1, tức là bằng 55, cộng với N chia 4, tức là bằng 9,5, trừ đi tần số tích lũy của nhóm trước đó, tức là bằng 3, nhân cho độ dài của nhóm, tức là bằng 60 trừ 55, sau đó chia cho tần số của nhóm chứa Q1, tức là chia cho 10. Tính toán ta được kết quả bằng 58,25. Nhóm chứa Q3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3N chia 4, tức là lớn hơn hoặc bằng 28,5. Như vậy, nhóm chứa Q3 chính là nhóm từ 65 cho đến 70. Lúc này, Q3 sẽ bằng đầu mút trái của nhóm chứa Q3, tức là bằng 65, cộng với 3N chia 4, tức là bằng 28,5, trừ đi tần số tích lũy của nhóm trước đó, tức là bằng 21, nhân cho độ dài của nhóm, tức là bằng 70 trừ 65, sau đó chia cho tần số của nhóm chứa Q3, tức là chia cho 12. Tính toán ta được kết quả bằng 68,125. Cuối cùng, khoảng tứ phân vị sẽ bằng hiệu số của Q3 và Q1. Về mặt ý nghĩa, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm sắp xỉ khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và là đại lượng để đo mức độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu. Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm giúp xác định các giá trị bất thường của mẫu đó. Nó thường được dùng thay cho khoảng biến thiên vì nó loại trừ hầu hết các giá trị bất thường của mẫu số liệu và không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường đó. Ở đây có một cụm từ được nhắc đến nhiều lần trong phần ý nghĩa, đó là giá trị bất thường, nó cần được thông tin thêm. Giá trị bất thường trong một mẫu số liệu là những giá trị khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của dữ liệu và có thể gây ảnh hưởng lớn đến kết quả phân tích thống kê. Trong thống kê, một giá trị được coi là bất thường nếu nó nằm quá xa so với phần còn lại của dữ liệu, đặc biệt là so với các tứ phân vị.
định nghĩa về giá trị bất thường được nhà toán học, nhà thống kê học người Mỹ John Tukey đưa ra vào những năm 1970. Cụ thể hơn, sau khi đưa ra khái niệm về khoảng tứ phân vị, John Tukey định nghĩa thêm về giới hạn dưới sẽ bằng Q1 trừ đi 1,5 lần delta Q và giới hạn trên bằng Q3 cộng với 1,5 lần delta Q. Theo đó, một giá trị nhỏ hơn giới hạn dưới hoặc lớn hơn giới hạn trên thì giá trị đó được coi là bất thường. Nếu bạn có thắc mắc tại sao số 1,5 lại được chọn cho hệ số nhân với delta Q, tôi xin chia sẻ thêm một chút thông tin thú vị đằng sau con số này như sau. Trong bài giảng 20 của Niềm Vui Toán Học phần 2, giáo sư Murray S. Siegel kể lại: "Tôi đã có mặt khi tiến sĩ John Tukey thuyết trình và khi ông ấy được hỏi tại sao số 1,5 được chọn cho hệ số nhân với delta Q thì ông ấy trả lời: 2 thì quá lớn, 1 thì quá nhỏ và 1,5 thì vừa phải." Nội dung của bài học hôm nay đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.